Dạ. Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phú Sĩ TV của mình. Hôm nay mình hỗ trợ cho chị Gọn ở cái đó kêu bạn gì hả chị Gọn? Ấp Lương Quỳnh đó các bạn. Đi tìm mua con dê cái giống các bạn ơi. Con dê cái mà chữa. Cái tơ chữa các bạn. Để chị nuôi lấy giống lại. Dê của chị nuôi mua được rồi, nó không có đẻ gì trơn các bạn ơi. À, vô đây tham quan đi chị. Bên đây có mấy con bên đây. Còn con bầu thì bên kia. Bầu kia thì chắc chắn rồi. Còn mấy con này thì mình tham quan trước đi. Kìa mới đẻ nè. Chắc cái này 3 hay 4 con gì đây nè. Ui 3 con. 3 con các bạn ơi. Cái con bông chén nha. 7 năm của bạn Tài đẻ được 3 con. Thấy mê không chị Gọn? Đẻ cái bông chén, hai con bông chén với một con xám xám. Quá đã. Mới đẻ. Dạ. Thấy về về của bạn Tài đẻ thấy mê không? Đó, hai con này là tơ đó chị. Không không. Kia, hai con là, trong á. Đó, đó đó. Dạ dạ đúng rồi. Xương lớn ha, cao gàn ha. Cao. Dạ hai con này là cũng có thả chung được đó chị. Thì nó cũng nếu mà coi đi thích con nào em lên em kiểm tra nó là biết nó có bầu hay không rồi. Còn con bầu bự thì bên kia. Bầu bự kia là tơ già hả tơ? Cũng tơ. À. Tơ mới mới nhưng mà nó xuống vú á, mình thấy vú. Rồi chắc ăn đó. Dạ. À bữa nay sao không rủ anh ảnh đi? Không đi lấy nước vô vô mà. Vậy đó hả? Không rủ anh đi tham quan. Dạ. Ở đây băng Tài nuôi chuồng chặt mà nuôi đông dê lắm. Đây nè chị. Bầy này nè. Đây 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 bầy cái bên đây. À, con đây đây. Con nằm nè. Tiếng gì gây bầu. Thầy không trên được nó không đường dưới tiếng gì. Bầu này là bầu chắc ăn luôn. Dạ nó chắc cỡ 3 tháng mấy đó chị, nhưng mà xương cẳng nó nhỏ. Cái dàn xương nó hơi nhỏ hơn cái con kia không, nhưng mà cũng được. Em biết sao? Tại chị thấy con dê của chị nó kịch cỡ. Thôi chị, đúng rồi. Mấy con dê này, mấy con này thì thua. Con dê chị tới 6 mấy ký hả? Chị mua là 4 mấy rồi. Ồ, cái con này dòm nó vậy chứ không nhỏ đó nghe. Dê 30 mấy ký đó. Tơ mà mới lên lưới đầu nè. Dòm mấy sao phía trước nè, chân cẳng nè. Thì dễ vậy, vậy bằng cái con bo của chị. Phải con bo của chị mà nó đẻ tốt rồi, con nó bự con lắm. Còn cái vàng bá thảo lai này thì cái vàng chân nó vậy đó. Với mà phần tơ nữa thì nó cũng không bằng mấy con bo mà bo dữ đâu, bo lai dữ á. Vàng chân nó dữ. Mấy con này thì chưa có ruộng ha. Dạ mấy con này thì nó cái dạng như là tơ mới lớn à. Bốn con với con bầu này 5 con, bên kia 3 con nữa là 8 con, còn 8 con cái lưới lưới vậy đó. Cũng dê mướt đẹp là mình thấy cũng được. Chị so với cái con bo của chị 6 mấy ký không là thua rồi. Cái bá thảo cái con này là cái con này thấy được được mà. Dạ. Nhưng mà nó không có bầu, chỉ hơn chưa biết có bầu hay không thôi. Dạ. Thì nó nên hồi nhỏ xương hơn ý của chị ha. Dạ.
bách thảo lai nó ra thì nó dàn xương nó cũng vừa, nó đẻ nào lớn chừng đó à. Ê. À, thì 130 con này cho 30 kg đi thì cũng 3,9 triệu. Dạ. Còn nếu mà muốn nuôi dê nhỏ nữa thì lên cho anh em nuôi từ từ lớn, từ 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 mình lên giống. Dạ căn ký chị, thì bạn tài bán ký 130 đó, cái này cũng 130, nhỏ cũng 130 luôn. Mình lựa thích lựa con nào thì lựa. Con này cũng tầm 25-27 cái thì chắc cũng nặng ký. Có con này thì bầu thì nó bự hơn ta. À, sáng rồi à, em không có nói cái con cái đó nhiều ký nữa rồi nó chạy qua rồi à, nó thấy con cái chắc nó giật mình luôn quá. Chị có nói nó không? Vậy mà ông chị nói là cả 4 mấy ký. Chị nói là chị mua là 4 mấy ký rồi, 8 ký rồi. Dạ. Quá trời dê mà. Quá trời dê rồi. Nói vậy đó. Mà nó là hai cũng phái dê, nó nói dê đẹp quá à. Dạ. Nó nói dê mần hay dư rồi. Dạ. Thì này thì không thôi mình kiếm tơ, mấy cái tơ đi. Tơ thì nuôi hơi lâu một chút. Đây bữa hổm cái chuồng này mới mua lại cái chuồng của cô 18 triệu rưỡi. Là tổng cộng 10 con. Nó về nó đụng gạt không biết sao mà nó gãy hết sừng. Còn đây mấy con về con đẻ mứt gượt các bạn ơi. Cái con này đẻ 2 con nè, giờ đang cho con bú 2 con nè. Mua của cô đó luôn. Dạ, nó cái loại một loại không sừng. Không thích có sừng nữa. Dạ. Không thích có sừng. Muốn không sừng. Thì bác Thảo thì nó một dòng có sừng, một dòng không sừng. Bo cũng vậy, bo cũng có con có sừng, con không sừng. Chỉ hai con bo mà con có sừng, con không có sừng đó. Dạ. Đi mà tôi coi cái vú coi chị. Vú thì đẹp. Vú vú nó được cái bầu vú đẹp. Có 40, trên 40 ký. Dữ vậy? Có 40 ký. Chứ không có đâu chứ ơi. Tại vì mình thấy cái tơ thì dòm thấy xương gẳng vậy thôi chứ nó đẻ một lứa hai lứa ra là nó bự dữ lắm. À, vú nó xuống nè các bạn. Mấy con này vú thẳng xuống sổ sữa dữ lắm. Trên chắc là trên 3 tháng á. Ừ. Vì tơ mà. Tơ thì thường thường vô nọc sớm kiểu này thì 1 con hoặc 2 con. Nó còn tới 1 tháng mấy 2 tháng nữa chị. Nó còn lên nữa. Nó còn bự, bụng bự ra nữa, về mình cho ăn đầy đủ lại nó bự dữ nữa. Mấy cái con này nó có gượng chưa? Thì thả chung, nhiều khi thả chung không với đực nè. Gà mình không có kiểm soát được. Nó có thì mình hay, thì nó xuống dạ. Vú mình mới biết không? Thì nếu mà chị thích về, chị con... thả chung với con đực hay là sao? Ừ, về mình cứ thả chung với đực rồi, cỡ này là thả chung với đực được rồi. Mình bắt thảo lai, mình là cho nó đi lần lần được 2 mấy ký vậy. Nhiều khi nó có chữa rồi con đực nó đẻ nhảy rồi, không sao? Không sao thì không ảnh vấn đề gì đâu.
bỏ vô có được là mình chắc ăn luôn đó, để lỡ ở đây nó không có bầu thì mình về cũng có bầu, có được cái thì nó an toàn hơn. Ừ, quá trời đông rồi, chị hôm qua lại thấy là nó chặt ba cái trứng cá lá dừa đổ dục vô, nó chống đói đi công chuyện đó. Dạ, cái gì nó cũng ăn được hết trơn chứ. Lũ phủ có mình nên á, rồi nó chạy bữa nay đi đỡ đẻ dê cho không biết ai ở trong Lương Quỳnh á, khó đẻ hay gì chạy đi hỗ trợ rồi. À, bạn Tài cũng mối nhiều lắm, cũng bà con nữa. Thì nếu mà ấy thì mình lựa con rồi xương lớn về vô giống cũng được. Coi con nào mà chị thấy gì thái rồi mà chưa. Chưa. Tại vì thấy cái con ở nhà nó bự rồi, nhìn để thấy con. Mấy con này dạ. Nhưng mà mình kiếm cái tướng xương là tương đối thôi, chứ so với cái con bo của chị là vô phương có không? Vô phương. Chứ mình mua cái giá thành nó cũng căng ngợi căng ký, mình cũng tương đối cái con đó là thấy cái tướng tá nó thôi, nó vừa bán đó. Cái con đầu sơ trong đó ha. Con cái con sao đứt con cái này luôn nè. Dạ dạ. Con này nó cũng lại lằn lằn cái đầu vàng vàng chút. Ừ. Thì tơ mà tơ chân cẳng được vậy là ngon lắm rồi đó. Ừ. Thì chị chọn thì chọn chọn cái con kia nữa đó. Dạ. Cái con là đầu đen đó. Đầu đen ha. Cũng thấy nó hơi to đó. Nhưng mà thấy cái lông nó thì hơi tù quá. Ở đây chị thấy mấy chục con dê của bạn Tài không ăn thì nhờ nó nuôi vậy là cực kỳ hay vậy đó trời. Ừ. Công nhận đó. Trong chị thì mồi dư ăn luôn. Giờ như nó có chữa gì mình dành cho nó ăn đại phà phà đi. Dạ ăn phà phà, ăn ăn thịt đít luôn. Nó ăn để cho nó mập lên. Dạ đúng rồi. Tại nó có chữa rồi. Con này thì yên. Cũng như chị qua coi mấy cái con dê cái cũng như lớn lớn nè. Cái dàn chân nó cũng nè. Nhưng nó đẻ mấy lứa dạng chân nó cũng vậy, nhưng mà nó cũng nặng ký bình thường. Cái dạng chân nó cũng đâu được lớn đâu, thấy không, nó vừa thì vừa tầm trung mà. Cái dê này thì nó không có được bự dạ. Rồi nhưng mà nó vẫn năm mấy sáu chục ký à chứ chị. Cái còn nó là nó phải năm chục nha. Dạ thì đó, nó cũng vậy thôi, dạng xương nó cũng vậy đó, nó đẻ ra nó lớn từ từ nó lớn vậy đó. Quan trọng là cái nước nó đẻ sai thì đó, đẻ mấy lứa mà cái chân đó nè, quan trọng là cái đời con của nó là nó đẻ tốt rồi, đời con nó tốt rồi là nó lai con bố ra, cái nó bự con này, con gái nè, con của con đó đó. Dạ. Thì đúng rồi, thì cái nào cũng phải có cái lợi và cái mình muốn bây giờ đã mình đang cần muốn cho có. Dạ. Ừ thì nó vậy đó. Dạ. Cái bầu vú nó có no no. Này thì mình cũng không kiểm soát nó nổi, nhiều khi nó thả được chung với mấy con gái nó thả ra. Lúc này nhốt lại đó, bữa hổm là nó giữ, đi giữ cho ăn. Rồi cứ tham khảo coi kỹ thoải mái chứ. Mình lựa cho vừa ý mình á. Dạ. Nhỏ mới mấy tháng à.
con đó thì mướt ha, con chị chấm đó, con đứng nè. Chiên cẳng cũng liền lạc. Thấy cái bụng thấy vậy dám có chữa lắm nha. Cái đó mò cũng biết, nó nhảy lên mò biết. Nó vú nó có một cục trong cái nấm vú rồi nó tạo cái tượng đó. Dạ. Nói nuôi chị có biết gì đâu. Tối ngày mắc cười lắm, đi ra cho dê ăn mà đừng dòm coi cái vú có khác không. Nứa ít vậy đó. Còn nuôi số nhiều nghỉ dòm rồi. Chỉ lo cho ăn thôi. Nếu theo như chị thì con này con đó đó. Chị dạ. Con đó thì con cái này thì cũng tại mê là mê cái có chữa thôi chứ chân cẳng chị cũng không mê rồi. Sợ con đó đi qua coi hai anh kia lại chân cẳng nó bự không nữa mình lượt lại. Chứ cái này con này thì chữa là chắc à, chắc một con thấy nó xuống vú nhiều rồi đó. Dạ. Thấy chắc ăn rồi nhưng mà chân cẳng nó còn không bỏ. Nó không được sung. Xa quá trời xa rồi sao? Dạ. Thì ấy đi nữa kêu bạn tài chở cho chế nếu mà có mua được á, kêu bạn tài chở cho chế là đẳng chứ không gì đâu. Chắc nó rảnh mà. Kệ đi chế chế đây cũng hơi khó, không có chuyên nghiệp cũng khó chở nó. Thì hỗ trợ cho tới chuồng luôn đi. Không, con này con nội xô này hả? Không có đâu chứ ơi. Thì em nghĩ đi, con của chị hồi sáng con đực nhỏ đó vậy mà còn hai mấy ký nữa. Con đực á thì nó trời nó cũng bự cơ, bự hơn con này. Nó không bằng con này. Vậy đó, con này chừng 27 ký à. Chị thấy và chị nói gì chứ có 27 ký à, con 8 ký chỗ lợi à. Chá mắt thì con nào cũng nhìn con nào. Đâu có chá được. Con nào nó như con nào đâu có được. Mẹ chị nó nói mày đi mày chá mắt mày lựa không có được nghe. Nó là biết rồi đại. Dòm cũng phải cái con xương lớn như cái con mà vừa ý mình nó khác. Theo em như em là con nào tốt? Em con nào cũng tốt chung không? Em nói thì nhưng mà em tới em lựa thì nó cũng khác là nó cũng phải kiếm vừa ấy mình. Còn chị lựa thì cái mấy con dê này cũng tương đối rồi, chị cứ lựa theo ý mình. Chứ em á thì em lựa nó cũng bự mà nó đẹp con vậy thôi à. Con này cũng bự. Dạ. Nó cao thấy à? Ừ. Cái bề nó không có là cái con kia. Chứ về chị nuôi ít lại cái có mồi đầy đủ á, dòm dê nó khác liền luôn. Đúng rồi. Còn số lượng đông này mình lựa thì chỉ lựa tướng với coi nó đẹp rồi vậy thôi chứ. Dạ. Chứ về cho ăn thì khéo liền. Dạ. Dê này thì nó dễ ăn. Chắc cái này ổng chê chân nhỏ là chắc. Ai? Chồng chị. Vì chế soi với con bo đó thì không sao không được đâu. Cũng như chế soi cái con bo lửa bên chuồng của em chế bên đây nè. Nếu mà nói chân cẳng nó đâu có bự đâu. Nó còn thua con Bánh Thảo bự bên đây nữa. Con dàn chân á.